Dạ, Trường Sơn ngày hôm nay mới được đàm thoại với cha và bây giờ Trường Sơn cũng muốn mang đến quý vị một cái tin vui là sắp tới đây cha và tất cả anh em thành phố Đà Lạt sẽ giúp để làm một cái chương trình ra mắt Việt tộc để quý vị đến để biết thêm nhiều về người Việt tộc của chúng ta. Thì ngày hôm nay Trường Sơn có mời được anh Tuấn là một người trong ban tổ chức lên đây để trả lời những câu hỏi mà trong chương trình mà sắp đến đây là một chương trình rất là đặc biệt tại Giáo xứ Thánh Giuse, tại Hội trường Giáo xứ Thánh Giuse vào ngày 20 tháng 5 vào lúc 7 giờ. Thì Trường Sơn cũng muốn hỏi anh Tuấn đó là cái nguyên nhân gì mà anh này tổ chức cái chương trình cho cha tại thành phố Đà Lạt. Tôi thì ở đây rất là nhiều năm thì cũng đã hoạt động với giáo xứ Thánh Giuse rất là lâu. Trong dịp tháng 10 vừa qua, năm ngoái thì cha Vang có về Đà Lạt để thăm gia đình. Thì tôi có hỏi cha về cái hành trình của cha, thì cha cũng kể về cái hành trình 25 năm của Việt tộc của cha. Thì tôi mới nhiều khi suy nghĩ lại mới nói rằng mình không thấy mình phải làm cái gì cho cha. Thì nên tôi mới quyết định là mình phải làm một cái gì đó để góp bàn tay vào cái nhịp cầu yêu thương của cha để mà giúp cha trong cái vấn đề phục vụ dân tộc mình ở ở ở nước 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 Việt Nam. Thì tôi có gọi anh Hải. Anh Hải là người bạn đồng hành với tôi trong giáo xứ rất là nhiều năm. Anh Hải mới mới khuyến khích tôi phải làm chương trình này, và anh Hải liên lạc với bạn bè để giúp tôi giúp cho cha Vang thực hiện chương trình này. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì Trường Sơn cũng nhìn thấy cái poster mà khi mà lên chương trình thì Trường Sơn thấy ngày hôm đó sẽ được sự tham dự của Nguyễn Hồng Nhung và Mai Thiên Vân sẽ về đây để giúp vui cho chương trình. Và đặc biệt là ngày hôm đó chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 vào lúc 7 giờ sẽ được vào cửa và 8 giờ chương trình sẽ được khai mạc. Và chương trình có bán vé, quý vị có thể liên lạc với anh Tuấn hoặc anh Hải hoặc anh Dương để quý vị đặt vé. Trong vé thì có 6 món ăn và mỗi bàn đặc biệt là anh Tuấn sẽ tặng cho mỗi bàn một chai rượu. Cho nên quý vị cứ yên chí, Trường Sơn sẽ bảo đảm với quý vị là quý vị sẽ ăn no lê và uống no say trong buổi tiệc ngày hôm đó để giúp vui cho tất cả các anh em và đặc biệt là động viên cho anh Tuấn là lần đầu tiên mà anh giúp cho hội Việt tộc. Thì cũng hy vọng là mỗi năm anh giúp cho hội Việt tộc thì quý vị động viên cho tất cả các anh bằng cách là quý vị đặt những tấm vé, quý vị có thể mua một vé hoặc là có thể mời bạn bè đặt một bàn để đến chung vui với giáo xứ Thánh Giuse và tất cả các anh em trong ban tổ chức. Thì chương trình này là Trường Sơn có thấy là có bàn VIP rồi có bàn bàn thường chỉ có 600 đô một bàn thôi anh. Là có cũng có ăn trong đó luôn đúng không anh? Dạ đúng. Chúng tôi có ba loại bàn: bàn bảo trợ và bàn VIP và bàn thường. Quý vị có thể góp một bàn tay vào tới chung vui, ăn uống. Giáo xứ Thánh Giuse nấu ăn rất là ngon, thì đã nổi tiếng ở vùng Dallas Fort Worth. Xin quý vị tới trước là ủng hộ, tìm niềm vui và giúp cha để cha có thể thực hiện được những chương trình mà cha làm cho dân tộc chúng ta ở quê nhà. Dạ, Trường Sơn cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Và quý vị cũng biết là khi mà tổ chức một chương trình thì nó có nhiều chi tiết. Cho nên Trường Sơn cũng thấy là anh Tuấn rất là chi tiết trong chương trình. Và lần đầu tiên thấy anh em làm việc rất là phấn khởi. Cho nên Trường Sơn cũng mong rằng tất cả quý vị làm cho chương trình mình thành công để cho tiếp tục con đường hy sinh cho Việt tộc được thành công và thành công dài. Đây là một chặng đường cha đã đi được rồi. Và chúng ta sẽ đi theo cái chặng đường đó để tiếp tục giúp cho cha. Ngày hôm qua mình không biết nhưng mà ngày hôm nay mình biết, nó vẫn là một cái sự may mắn mà mình biết được để mình làm phước cho tất cả các người mà đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Trường Sơn cũng mong rằng chúng ta đến để ủng hộ cho ngày
20 tháng 5 tại hội trường giáo xứ Thánh Giuse để ủng hộ cho chương trình, ủng hộ cho cha và ủng hộ cho tất cả những người đang kém sự may mắn. Chúng ta chia sẻ được sự may mắn đến cho quý vị tại Việt Nam chúng ta là một điều mà chúng ta nên làm. Tại vì chúng ta là người con cháu Việt Nam. Xin thành thật cảm ơn và xin tiếp sau đây Trường Sơn cũng muốn hỏi lại Linh Mục Phêrô Trần Công Vang, cha có một cái tên rất là đẹp, để tâm tình với Trường Sơn từ nãy đến giờ. Thì Trường Sơn cũng muốn mời cha để kêu gọi tất cả mọi người trong buổi tiệc sắp tới đây. Dạ, quý vị cũng biết là chương trình ngày 20 tháng 5 cha sẽ về đây để ra mắt Hội Việt Tộc và để cho quý vị có một cơ hội đến để gặp gỡ cha và gặp gỡ những anh em tổ chức trong chương trình Hội Việt Tộc tại thành phố Đà Lạt. Và lần đầu tiên cha về đây, cho nên trước khi để chào khán giả, con muốn cha có lời gì để kêu gọi tất cả anh em tại thành phố Đà Lạt để tiếp tay cho cha. Mình không bao giờ ngờ là mình được lọt vào trong con tim của anh chị em vùng Đà Lạt. Một cái món quà rất là quý. Thật ra mình mơ ước lâu rồi. Mơ để làm sao cho cái chương trình của mình, cho những con người dân tộc trong các buôn làng xa được đón nhận, được yêu thương và được nâng đỡ để họ tạo cái tương lai mới. Và khi được anh em ở đây, hôm kia đi ăn cá chiên với cơm và ngồi tâm tình nói chuyện và thấy anh em ngỏ ý muốn dấn thân để công tác, mình thấy rất là hạnh phúc. Như một người cha, một người mẹ, thấy con mình được on nó ấm hơn, nó bớt cái khổ cực cuộc đời của nó để nó vươn lên. Làm sao cha mẹ không vui? Và trong cái tâm tình đó, mình muốn gửi lời cảm ơn thật là chân thành đến với mỗi đồng bào anh chị em đang lắng nghe cái sứ điệp này. Để rồi vui khi biết được đồng bào chúng ta đang được biết đến. Mình cũng tin rằng, như anh Sơn đã nói, một lời cầu nguyện cho đồng bào của mình tìm thấy được một cái tương lai tốt hơn. Và những người có cái điều kiện, mình góp một bàn tay để xây dựng cho cái kiếp sống của họ được bớt phần đau khổ nhiều hơn. Và chính đó là cái điều mà mình muốn gửi lời cảm ơn đến mỗi người. Và nguyện xin Chúa chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Món quà mà mình đối với mình trân trọng nhất, cái tình thương và hồng ân của Chúa, thì mình xin Chúa giữ gìn và che chở cho quý ông bà và anh chị em được đầy ơn lành, được đầy bình an. Để rồi khi cảm nghiệm được chúng ta có nhiều, mình sẽ không ngần ngại để mà dám cho đi, để đời một ai đó được thay đổi. Xin nhớ tới nhau và xin cầu nguyện cho nhau. Mến chào quý ông bà và tất cả các anh chị em, và hẹn gặp lại với nhau vào ngày 20 tháng 5 sắp tới. Và đồng thời bà con sẽ biết được rằng trên mạng có cái website của Việt Tộc, có Facebook của Việt Tộc. Mong chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ với nhau và cùng đồng hành với nhau trên những tuyến đường sắp tới. Dạ, con cảm ơn cha và con cũng cảm ơn cha đã bớt chút thời gian đến đây để cùng đàm thoại với quý vị, để quý vị biết nhiều về Việt Tộc của chúng ta. Chính Trường Sơn cũng lần đầu tiên biết đến Việt Tộc, thì Trường Sơn cũng thấy là rất là nhiều người trong chúng ta cũng muốn biết thêm về Việt Tộc. Thì quý vị cũng có thể lên trên viettoc.org để quý vị theo dõi, và có trên Facebook những sinh hoạt trong những năm qua. Và con cũng cảm ơn cha đã cho tất cả anh em chúng con tại thành phố Đà Lạt để đưa cha về đây để giúp một bàn tay cho Hội Việt Tộc mà cha đã duy trì được 25 năm. Mong rằng tất cả các anh em tại thành phố Đà Lạt, Trường Sơn cũng chúc cho ban tổ chức được thành công trong bữa tiệc ngày 20 tháng 5 tại Giáo xứ Thánh Giuse. Quý vị cũng biết là khi mà làm một chương trình với cái lòng yêu thương của quý vị mang đến, đó là cái sự thành công của ban tổ chức và một cái sự động viên của ban tổ chức để tiếp tục hành trình trên con đường
và bước đường và một chặng đường cha và tất cả các anh em đang đi. Trường Sơn trân trọng và xin chúc toàn thể quý vị một ngày vui, một ngày an lành và bình an. Xin cảm ơn.